người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của em, là kênh Nam Phương Vlog. Lâu lâu cũng quên đó mấy chị. Thì hôm nay em sẽ đi bắt ốc để về mình nướng nha mấy chị. Rồi, hôm nay cái người bắt ốc chung với em là Minh Chiết. Đây. Vì. Giờ đi nha. Hôm qua mưa nhà người ta bắt chứ nhà không có mừng để bắt mấy chị. Cái cây thanh long này nè. Hôm bữa em quay TikTok á. Em nói là của người ta ăn cắp vậy thôi chứ thật ra cái này của ông nội em nha, chứ không phải của ông nội em không nhớ mặt. Dạ mương nào cũng được phải không bác? Mọi người thì bây giờ em tới cái mương ốc rồi nè mọi người. Thì hoan hỉ quá. Bắt được con ốc này. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Ốc này ốc bu vàng bu đen mày. Ốc bu vàng. Ốc này ốc bu vàng, con này bu đen phải không? Bu vàng lắm. Hai con bu vàng, vàng cái gì mà bắt ốc bu đen. À ốc ốc bu vàng ăn không biết có sao không ha. Bỏ lại đi, hơi vừa tính. Đi ăn chỉ. Cố lên, cố lên. Mình phải bắt mấy chỗ quan giả gì chứ mấy bạn. Chỗ quan giả đó hả? Ủa gì? Cái gì mà thọt tay xuống rồi bắt được vậy? Ôi, ốc nó bự. Ốc này ốc bu vàng. Vậy là em hình như trứng là trứng bu đen hay bu vàng? Hình như tôi nghe nói là có một con bu vàng vô là nó lai hết luôn á. Trời ơi, trời ốc luôn. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ốc dừa. Một con ốc bu đen. Trời ơi, thằng đó nó làm như đi đám vậy, bận áo luôn kìa. Tính ra không có điều kiện, tao phải bận đồ khác với mày. Ủa? Đau quá. Đúng đúng. Ủa? Trên bờ khó luôn nè. Uống nước hoài vậy Phương? Món dính con. Ốc bự bự luôn. Nhai cái miếng này nó ngay trong biển nữa. Trong biển luôn kìa. Chắc là gom nha. Cái gì vậy bà nội? Ở sao thấy ốc vàng không vậy ba? Biết. Bu vàng với bu đen kết hợp nữa nha, là vàng đen nên mấy con này toàn là vàng đen của mình. Em kể mấy anh chị nghe, em thấy cây mai này em mới nhớ nha. Nhà em ông nội trồng được 4 cây mai. Cây mai nó bự như cái cây trà gì nè. Cây trà gì nè. Ta lại trả hai cây. Hai cây á là 70 triệu. Mà ông nội em không bán. Cái xong tối ăn trộm lại mấy hết trơn. Không còn tiền không có. Cây của ông còn. Mưa lũa thường mưa ấy nữa Phi ơi. Ít hơn mưa nè. Mưa ngoại. Kéo ra giờ không có gì chưa. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Sao sống trời. Giống như mà con chó đi, bị chó bỏ bao á, bị bỏ bao. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Dễ trái ba. Thôi xuống đây bà, biết chiêu rồi.
cứu chị em ơi. Thôi thôi, nắng đã tao đen rồi, tao phơi dưới chắc tao thành người châu Phi. Qua bên châu Phi nói dòng họ là ai cũng tin á. Phương, cái cảm giác mà không bắt được ốc sao Phương? Nó buồn. Chắc đi mua. Chắc đi mua ốc ta thả cho rồi xong rồi bắt. Ăn cắp. Ăn cắp. Ốc trộm không cắp. Lỡ cái danh ăn cắp. Bu đen hay bu vàng? Được. Vậy em nằm yên chỗ. Tụi mày kiếm chỗ nào có ổ ốc, tụi mày kêu tao lại đi, tao bắt lên tao giả bộ coi. Cái này là mấy thánh là móc cua, móc ốc gì, ổ móc cua mà giờ đi móc ốc móc cũng được. Cái này nè. Mình hỏi nó là ở dưới này sâu không, rồi mình biết đường mình xuống. Nó nói là không sao đâu, tới càng tháng nha. Ốc bự kìa. Ê, con có ốc ốc ở dưới sình không ta? Có. Ốc ở dưới sình mà. Ôi, vỏ ốc. Cái gì dạ? Ốc có dưới sình. Ôi cái này. Yeah. Ốc nó đu theo bờ. Ở đâu có ốc? Dính nào chết. Rồi dính bảy rồi. Trơn quá. Hết theo Phi rồi. Phi dùng đi hỏi đâu ta? Cầm theo mà. Hỏi nó cứ đưa con. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời. Không. Nhiều lắm mọi nãy giờ. Cả tiếng đồng hồ, rất là nhiều. Nhiều thiệt á, hay nhiều lục bình đó. Tại biết sao không? Bữa trước người ta qua người ta mò hết nửa xô này, người ta nói là mò hết nửa xô này. Giờ mình qua còn cái nịt. Ê, cái ốc vàng, ốc bu vàng này tao sợ ăn ải chĩa quá. Tào lao. Ốc bu vàng tao còn bán, ăn ải chĩa. Tao biết. Mày lỗi dưới đi, người quay vô video đi người ta mua. Rồi đi ăn cắp trứng ốc bu người ta đem về ngâm nở nuôi nước ốc bu. Hả? Nước mới lụm. Nước mới lụm ngoài quan giả nè, quan giả có chè dưỡng nhan nữa nè. Đây là nước mới lụm.
từ nơi quan giả. Thơm ngon. À, thằng Phi á, Phi chơi đồ hiệu không à, chơi đồ u xì, áo đại bàng, áo u xối không à. Dưới là kêu là mai mốt đổi tên là Phi Idol. Tại đấy mình không biết mò sao Phi. Mình quê á. Biết sao? À, em tính là giả bộ diễn đi, rồi một xíu mình mua ốc về mình ấy nhưng mà thôi. Mình phải trung thực mấy chị, cái nào mình không biết thì mình nói mình không biết. Để mai mốt mình làm cái thiệt người ta còn tin. Trời đất ơi. Dạ tôi muốn khóc, khóc khóc lên. Hai thanh niên đang sầu đời vậy bác. Cái gì vậy bà nội? Không dính đâu. Cái gì vậy? Mua rồi. Nguyên chục ký. Sơn nè. Sơ ốc mà sắc nhẹ tinh nè. Sầu. Sầu. Không cần tắm nè, giết thời gian. Ờ thì biết sao không mấy anh chị. Ba áo đi thành công rồi, giờ tắm xong đi chứ biết sao giờ. Để biết sao? Để thầy nó không dữ vậy. Cái gì? Trời ơi, nó sợ tắm xong á, nó cởi áo, nó nhanh, nó lòi body nó. Body này đẹp quá rồi. Body 6 muối, cơ bắp cuồn cuộn. Body này là biết sao? Bặn áo, con sói nó đại bàng là hết sảy luôn á. Đừng quay trước mặt, kỳ lắm. Quay trước mặt á, bị lộ hàng nữa đó. Bị lộ đó. Ừ rồi, mà hỏi á. Mùa mà nghe nghe tin Đình Phi mà vô cho mình diện mà không sao không hai cái chân gãy với nhau cái chân chưa bỏ cuộc không phan hả mua giờ ra đầu kinh á bắt ốc về cái em đã chịu hồi được nhân tài bắt ốc để rồi nhân tài này bắt được mấy con nào đâu mà ấy. Đi ra đây nè. Thôi sao không rủ bà nội đi qua mà mày. Thôi ông bà nội con xếp đồ đi, bà này cắt vô đi đi ra mở nè. Thôi. Thôi. Đi ra ông nội đi. Trời ơi con cua. Cua này cua càng bự. Để chổng heo nhai gụp luôn. Cầm. Dạ. Cầm chắc nha. Đi chở xíu. Ủa cái càng bẻ nướng mà hết sảy. Ê mà con cua mình bẻ càng nó chắc nó chết luôn. Cái gì vậy bà nội? Bây giờ á, em nói thiệt về mà không lẽ giờ em đi mua ốc cái sau em thả lại để cho nó đỡ quê chứ em tưởng đâu ra cái ngoài này nhiều ốc. Nước không luôn mấy chị. Toàn là nước không luôn mà nhìn không thấy một bóng con ốc đâu cho dù là con ốc bu vàng nha má. Chưa đúng chỗ thấy chỗ này dịch không mà ông nội. Quay chỗ nào? Quay nhau mình tận vườn bưng rồi tao đi chơi. Cháy. Nó chọc cường cường á, đi lên núi luôn rồi này mới móp đi theo cường luôn. Hồi nãy á mọi người em ngủ cái nó lại nó quay em, sao bây giờ nó gì nè, nó nằm kế bà nội em, nó cũng nằm luôn. Giờ là ok chưa? Ờ đừng ngồi ghế tao dính nhảy heo. Nghĩ sao nó nói dành ăn với heo đi nè. Cái này mà cho Phi ăn hay dít một miếng rồi hay một chén rồi ăn một cái Phi đăng sức khỏi trái đất. Ba về hành tinh mới dùng cái gỗ không bể của bà nội em. Gỗ này có bể không nè? Bể thẳng rồi đó. Vậy thì ta nói ra gỗ bể đi. Gỗ nó không bể. Bể thẳng. Thấy không? Thù má tiền gì cui trời. Thù má gì vậy? Phát hiện bí mật của Minh Chiết. Trời ơi trời. Cui vậy cui. Thôi nè nha.
mọi người thấy cảnh tượng này mọi người sẽ nghĩ tới cái gì vậy mọi người? Thấy chưa? Thấy chưa? Thì là nhớt nha. Đình Phi thích mấy cái nước nhớt giống vậy. Con ốc, cái này là con ốc bu đen nhưng mà là vỏ màu vàng. Này là ốc bu. Hồi nãy á là mình tính kiếm á là ớt để đi ngâm mấy con ốc này. Cái vừa mới ra tới thì mình có nghe một người hàng xóm, nói chung là bà cũng thân với mình lắm mọi người. Bà nói là mày nghe lời tao đi, mày lấy cái gì ta, mày lấy cơm mẻ mày ngâm nó đi. Cái ăn hồi con ốc nó trắng phao nè, trắng phao thì nhớ trắng phao chứ. Mấy con dẹm này nè mọi người, là hôm qua bác chắc bỏ thiệt với mọi người, gì mà ngâm gì mà còn xình không vậy nè, ăn chắc ải chĩa quá. Nó kêu á là bỏ đi ăn ỉa đó, không lẽ ăn vô rồi nín ỉa. Ăn vô rồi nín ỉa. Rồi cái gì mà em nghe mấy người mà trên mạng nói gì ta, nói cái kiểu gì mà ôi ăn cái này là gì hết nói luôn, đúng bài hết nói luôn, là ăn vô là bị câm. Cái gì vậy bà nội? Em suy nghĩ ăn vô là câm luôn, cái gì mà không nói nổi. Em sẽ cho ốc ăn dẹm để cho ốc nó mau lớn cho mọi người biết sao. Nhà em cũng nuôi ốc nữa, mà nuôi ốc bu đen sao ra ốc bu vàng hết trơn. Đúng rồi. Rồi xong bây giờ ra đây nhúm lại. Nhúm nhiều quá. Ủa? Cái gì vậy? Ổng khói tàu. Được rồi, cháy rồi. Ông Hoàng thôi. Lửa. Rồi ngồi làm gì chết? Mà dao cái gì? À cạy cái dĩa nướng. Biết sao đây cảnh đẹp quá chứ. Mà biết sao, ở đây lúa nó còi cọc quá rồi, nó không đẹp bằng bên kia. Ai vậy? Ủa gì vậy? Ê cái dao nó thấy vừa được không ta? Ê Phi, mày giả bộ gồng gồng mình lên ra. Trời Phi ơi, sao mày leo cao dữ vậy Phi? Trời, cẩn thận nghe. Trời ơi. Kìa trời, coi kìa, nó không sợ độ cao hay gì á. Ây da, gớt gì vậy? Hảo cây dao. Trời ơi, cây dừa lùng ịt. Nói cứt chị đó, này là gan. Gan bạn nghe mùi cứt hả? Ăn thôi mùi gan thấy sợ luôn. Đúng rồi.
trời đất. Có chim gà vắng đẹp. Đây là tội nghiệp của anh, nó là nó mài, nó làm đi đâu chơi cũng có thằng này nó mài, nó làm. Nó làm xong rồi nó về chứ không phải nó làm rồi nó ở lại nó chơi đâu. Con này nó nguội bớt rồi. Ê sao mà không bao giờ nha, không bao giờ mà em lẻ ra được nguyên con nha mấy chị. Ốc nhỏ bự vậy. Hút nước. Ăn cái hút bia hơi. Ăn cái nói em ăn cái hút bia hơi. Tao hiểu đó nha. Vô. Ê, quá đã. Làm giống như mấy thằng ở bên kia vậy đó, ăn ốc mà chép bạp 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 bạp. Quá đã. Vô mốt. Làm cái coi, húp bia hơi gì đó, ăn cái húp bia hơi coi. Ơ nhìn mày giống dạng. Thì ra hello mọi người. Thì hồi sớm á là bắt ốc không thành nên cái này là mua nha. Cái này mua em cũng thiệt tình lắm. Thì bây giờ làm cái món ốc nướng. Ốc nướng tiêu nha mọi người. Thì mời mọi người cùng ăn với em nha. Đẹp. Làm YouTube cũng cực lắm mấy anh mấy chị. Mời. Mời mất dạy. Mời mất dạy. Trừ luôn. Cái gì nó mất từ cái gì. Tự nhiên cái đang quay TikTok á, mấy người quay TikTok á, giờ nằm xuống. Trừ luôn. Cái là bắt đầu ngồi vậy nữa. Cơ hội. Mấy dẹm nè, sao mấy bạn không ăn đi? Mũi chảy chứ. Thế nữa. Mũi chấm đây nè. Để chấm lên đây nè. Để chấm lên á, để chấm lên chấm á. Thì em ăn dẹm hôm qua bắt nha mọi người. Cái này là kêu là ốc nổ á. Nổ ngồi bên mặt mày luôn. Ngon mà. Dẹp ngon mà, ăn thử miếng đi. Dẹp ngon mà. Dẹp rau cay. Dẹp chèo yếu rồi. Cái mày dừa quá.
chứ đứt rồi. Hấp đi hơi. Quá ngon, quá xúc xắc. Ăn đi sao mày hiền như vậy? Con dao cho lớn, ngon lớn. Đuổi chất vitamin này. Để cứ dặn. Cứ dặn là chỉ cần bù canxi thôi mày hiểu không? Ăn dẹm đi. Ây da. Mày ăn lên. Sao vậy? Ốc bù vàng chứ đâu? Chứ trúng còn bù vàng đó mà ăn á. Kìa. Mày ăn khôn nha. Chấm một miếng. Cái gì ăn cái là hết nói rồi, đúng bài hết nói luôn, ăn cái câm luôn mày. Để sao thì nó ra hết nguyên con nó mới được. Tuyệt vời. Chấm miếng. Mời mọi người nha. Nó ngon. Uống bia hơi vô nữa. Để uống miếng nước nha, uống nước rồi bia hơi nha. Thì mọi người ơi, video của em tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Thì mọi người nhớ đăng ký để coi ngày mai em làm gì nữa nha. Bye bye mọi người.